7 từ sáng giờ cũng 7 về nó rồi. Có hình cả trường. Kia chuẩn gì nữa? Mà đây vậy à? Kính thưa thầy Nguyễn Hải Long, kính thưa thầy Nguyễn Kim Côn, thưa các bạn, thế là 40 mùa hoa phượng đã trôi qua kể từ ngày chúng ta rời ghế học đường, tạm biệt mái trường Trần Nguyên Hãn thân yêu, bước vào các nẻo của đường đời. Có bạn định cư ở nước ngoài, cách xa chúng ta nửa vòng trái đất. Có bạn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội. Có bạn trở thành doanh nhân thành đạt, thành giáo viên, thành hướng dẫn viên du lịch, những nhà ngân hàng. Có bạn lặng lẽ lo cho hạnh phúc gia đình. Có bạn tảo tần mưu sinh cho cuộc sống thường nhật. Mỗi người một ngành, một nghề, một hoàn cảnh khác nhau. Thời gian và những thăng trầm của cuộc đời chỉ có tình thầy trò, tình bạn, tuổi học sinh hồn nhiên trong sáng là còn mãi mãi. Dù dấu chân các bạn có in trên các phương trời, nhưng lòng chúng ta vẫn hướng về cội nguồn, hướng về những ký ức tốt đẹp của tuổi thơ. Vì thế, hàng năm chúng ta vẫn có một buổi họp lớp vào cuối năm. Như thường lệ, năm nay lớp ta hẹn gặp nhau sớm hơn vào những ngày hè tháng 6 vừa phượng nở rộng trời. Vì một ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 40 năm ngày ra trường năm 1977-2017. Chúng ta về đây trong niềm hân hoan để cùng tri ân các thầy cô chủ nhiệm, những người đã dìu dắt chúng ta tới bến đỗ của tri thức, và cũng là để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của chặng đường 40 năm qua, coi đó là những hành trang vô giá của cuộc đời. Đó cũng chính là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Trong buổi hội ngộ đặc biệt này, xin trân trọng giới thiệu có thầy Nguyễn Hải Long, thầy giáo hiền lành, giản dị, tận tụy, chủ nhiệm chúng ta lớp 8A3. Xin kính chào thầy. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Kim Côn, thầy giáo dạy giỏi môn văn với những giờ dạy tài hoa bay bổng, chủ nhiệm chúng ta năm lớp 9A3. Cô giáo Lê Thị Nhuận, cô giáo dạy toán, chủ nhiệm lớp ta hồi 9A3, vì lý do gia đình nên vắng mặt. Sự hiện diện của các thầy chính là niềm vinh hạnh to lớn của chúng em. Về dự hôm nay, chúng ta còn đón nhận các bạn từ rất xa. Đó là bạn Nguyễn Trọng Hiệp từ Canada về dự. Bạn Nguyễn Văn Anh từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Xuân Tịnh từ thành phố Vũng Tàu. Bạn Nguyễn Thị Duyên từ thành phố Hà Nội. Bạn Nguyễn Văn Trác từ thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả các thành viên của khóa A3 1974-1977 cư trú tại thành phố Hải Phòng cùng có mặt. Xin một tràng pháo tay chào mừng cuộc gặp gỡ ý nghĩa này. Kính thưa các thầy giáo, hôm nay trong không khí vui vẻ và thật đầm ấm này, cho em được thay mặt tập thể lớp A3 xin chân thành cảm ơn các thầy đã có mặt trong ngày hội ngộ của lớp chúng em sau 40 năm rời xa mái trường cấp 3. Xin các thầy giáo nhận nơi chúng em lời tri ân, lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Kính thưa các thầy giáo, thưa các bạn lớp A3, trước hết cho em gửi tới các thầy cùng các bạn lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất. 40 năm qua, kể từ ngày chúng ta chia tay ngôi trường cấp 3 Trần Nguyên Hãn, chia tay bạn bè để bắt đầu một bước ngoặt mới trong cuộc đời, bắt đầu xây dựng những ước mơ riêng của mỗi chúng ta, thì 40 năm đó là cả một quãng thời gian vô cùng ý nghĩa, đủ để ghi dấu biết bao kỷ niệm vui, buồn, gian nan,
vất vả trong cuộc phấn đấu mưu sinh để gây dựng một cuộc sống, một sự nghiệp. Và hôm nay chúng ta hội ngộ tại đây để ôn lại quãng thời gian, đồng thời thắt chặt thêm sự gắn kết của tập thể lớp chúng ta. Thưa toàn thể các bạn, chắc chắn giờ đây mỗi chúng ta đang nhớ về một thời học trò tươi trẻ, vô tư, với biết bao kỷ niệm. Trong tim ai cũng xốn xang, nao nao khi nhớ về những kỷ niệm cũ, những ngày là học sinh của những năm đầu nước giải phóng. Mấy ai có thể quên được những khó khăn, vất vả nhưng cũng rất ấm áp tình bạn. Đó là những ngày tháng học tập miệt mài với bao ước mơ thầm lặng, nhưng hoài bão về một tương lai tươi sáng. Đó là những ngày đi lao động tập thể tại nông trường Thành Tô do đoàn trường tổ chức. Đó là những buổi liên hoan văn nghệ với những lời ca tiếng hát sôi nổi trẻ trung của thầy và trò. Đó là một thời học sinh khổ đấy, cực đấy, nhưng tràn ngập niềm vui. Chính tất cả những cái đó đã tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, thân thương, nối liền sợi dây tình cảm của tập thể lớp ta cho đến ngày hôm nay. Thưa các bạn yêu quý, trong số chúng ta ngày đó không phải ai cũng may mắn trọn vẹn ngồi học đủ 3 năm dưới mái trường cấp 3. Nhưng phải kể đến những ngày tháng đầu tiên của năm cuối cấp, năm bạn Nguyễn Văn Thanh, Đinh Xuân Đỉnh, Nguyễn Đình Quỳ, Diệp Quang Trung, Nguyễn Văn Tiến đã phải tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt bạn bè không kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 cùng bạn bè trang lứa mà lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Để rồi một bạn ra đi mãi mãi không trở về. Rồi từ ngày ra trường, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc. Đến nay các thành viên của lớp A3 đã có mặt ở nhiều nơi, kể cả trong và ngoài nước. Nhưng dù ở đâu thì tình cảm của chúng ta vẫn mãi gắn bó, luôn khắc ghi những năm tháng của thuở học trò, quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Trải qua 40 năm, có bạn thành công trong sự nghiệp, có bạn còn vất vả chưa đạt được những mong muốn của riêng mình. Dẫu rằng đâu đó vẫn có những phiền muộn trong cuộc sống, nhưng chúng ta hết thảy đã trưởng thành. Cho dù mỗi người ở một vị trí, một cương vị khác nhau trong xã hội, bận rộn theo đuổi những ước mơ của tuổi trẻ, có người đã rẽ sang con đường khác, nhưng tiệu chung lại, chúng ta đã thực sự thành công trên những nẻo đường mà chúng ta đã chọn. Bởi sự thành công trong cuộc đời không bao giờ có chung mẫu số. Kính thưa các thầy giáo, thưa các bạn, 40 năm đã trôi qua, thời gian đã nhuộm màu bao nhiêu mái tóc, khắc họa biết bao nếp gấp trong cuộc đời. 40 năm đủ để đánh dấu biết bao đổi thay. Rất nhiều bạn trong chúng ta đã được nhà nước cho nghỉ chế độ, có nhiều người đã lên chức ông, bà, và có những người đã ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng. Mỗi chúng ta, những người may mắn còn có mặt trong cuộc gặp mặt hôm nay, không bao giờ quên các bạn. Hôm nay, chúng ta gặp lại nhau, tuy không được đầy đủ, song chúng ta vẫn không quên thăm hỏi những bạn bè đang ở phương xa. Những người tuy vắng mặt, nhưng với chúng tôi các bạn luôn hiện hữu. Và vui mừng hơn tất cả là trên khuôn mặt của mỗi chúng ta, ai cũng giữ được vẻ tươi nguyên, rộn ràng, trẻ trung, sôi nổi như bao năm về trước. Tuy mỗi bạn, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, tính cách khác nhau, nhưng điểm chung là chúng ta đã biết tạm gác lại bộn bề, lo toan đời thường để trở về bên nhau trong tình nghĩa bạn bè. Và cuối cùng, thay mặt ban liên lạc, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo, kính chúc các thầy giáo, cô giáo, chúc toàn thể các bạn cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và vui vẻ bên con cháu. Chúc buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của lớp chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc sức khỏe hai thầy, chúc sức khỏe các bạn. Sau đây tôi xin hát bài Ở Hai Đầu Núi Nhớ. Khu mùa thu
lần nào đó chiều dài nỗi nhớ có hoàng minh hôm nào xuống tầm mơn đỉnh vừa ở đâu đây nỗi nhớ em ở về bên anh sao như xuống tầm chưa ta gần nhau tình.